Quý khán giả thân mến, ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang có một ngôi chùa được khách hành hương ví như là cõi bồng lai ở chốn trần gian. Ngôi chùa cùng với miếu Bà Chúa Xứ núi Sam hay Lăng Thoại Ngọc Hầu và chùa Tây An tạo thành một quần thể di tích quốc gia thu hút hàng triệu khách hành hương đến viếng và vãn cảnh mỗi năm. Ban đầu, chùa chỉ là một thảo am do người nữ thợ mai dựng lên vào khoảng năm 1937. Qua ba đời trụ trì tiếp nối, ngôi chùa không ngừng được tu bổ, xây mới và trở thành một khối kiến trúc tuyệt tác giữa đất trời. Phần cuối bản tin, mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng chùa Hang hay còn có tên gọi khác là chùa Phước Điền. Chùa Hang được xây dựng dựa vào thế núi, có nhiều khuôn viên khác nhau, tương ứng với nhiều chánh điện. Mỗi chánh điện có một tên gọi khác nhau. Nhưng phải leo lên 300 bậc thang đá, quý khán giả mới cảm nhận được một thế giới tách biệt, khác hẳn với những gì nằm dưới chân núi. Thiết kế chùa nằm nửa trong nửa ngoài lòng núi, mà nếu không được giới thiệu, chúng tôi cũng không hay mình đã đi sâu vào núi. Những khúc quanh hay ô cửa tò giò đều có chú ý mở ra để đón khí trời, nên khu vực nào cũng thoáng đãng và mát lạnh. Đây là sư bà, cũng là người thợ mai đã sáng lập ra chùa Hang. Tiến sâu vào lòng núi, luôn có điều thú vị chờ đón khách tham quan. Khi là một tượng Phật đơn lẻ, khi là cụm tượng Phật với nhiều dáng vẻ, khi là một gian phòng với rất nhiều pho tượng thiếp vàng. Càng vào sâu, đường càng hẹp và quanh co, có những khoảng eo nhỏ hay cửa hang chỉ đủ một người lách qua, như buộc người ta phải đi chậm lại để sống chậm lại. Trong tiếng kinh dằn dặn, chân chạm trên nền đá ướt, mọi người như hòa mình vào thiên nhiên tĩnh lặng. Khi ai nấy vừa thấm mệt và cảm thấy khát, thì ngay trước mắt là dòng nước cam lồ từ tượng Phật Bà Quan Âm rót xuống. Nước ngọt và mát lạnh. Nước này được dẫn từ mạch ngầm trong núi nên rất tinh khiết. Vừa rời hang động, du khách sẽ bước ngay qua một không gian mênh mông nối trời và đất. Từ chùa Hang trên núi Sam có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Châu Đốc, dòng kênh Vĩnh Tế hiền hòa, những cánh đồng lúa bất tận và vùng biên giới Việt Nam-Campuchia.